đi cái tay cầm pha chế của mình hoặc muốn mua để dự phòng, và đặc biệt là trải nghiệm pha cà phê bằng cái tay cầm khung đấy, thì đừng lo, hôm nay em sẽ lên cho các anh chị một cái combo hai cái loại tay cầm như thế này đây. Thì đầu tiên với cái tay cầm này được gọi là tay cầm nôi nha các anh chị. Đó, được thiết kế từ thành từ inox rất là cứng cáp nha. Đó, cầm rất là đầm tay luôn nha. Rất là ok. Với cái hai cái đầu vòi để giúp chúng ta xuất ra nha. Thì đối với cái tay cầm này chúng ta sẽ gắn được trên những con máy như là Gaming Line hoặc là con máy Casio nha các anh chị. Đó, rất là vừa vặn ha. Thì tay cầm thứ hai đó là một cái tay cầm không đáy nha. Đây, với thiết kế rất là nhìn rất là đã luôn nha. Không đáy tức nghĩa là không có cái đầu vòi chiết xuất như thế này nha. Mình có thể kiểm soát và mình có thể nhìn thấy được cái lớp đen mai nó chạy từ cái lưới lọc này ra luôn nha. Nhìn rất là cuốn luôn nha các anh chị ơi. Đó, nó có thể gắn được trên những cái tay máy dòng máy như là Lavita. Đó. Thì với cái giá thành cực kỳ là mềm luôn nha các anh chị, mà các anh chị sẽ được sở hữu ngay cho mình một trong hai cái tay cầm như thế này. Đó, với kích thước 58 mm. Rất là hợp lý luôn nha các anh chị.